À, trước khi vào cái clip thì em cũng xin gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube. Chúc anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube buổi sáng an lành hạnh phúc. Thì sáng nay em sẽ lên cái mẫu lục cho anh em. Đây là lục inox nguyên cái trụ móc ti đồng 1 triệu bao ship. Thì cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 1 triệu bao ship. Cái này là lục inox nguyên cái trụ móc ti đồng nha anh em. Inox nguyên cái tức là khung inox, nan inox, nói chung là inox nguyên cái, trụ móc ti đồng. Trụ móc ti đồng bên em là trụ này, trụ móc ti đồng đây nha anh em. Thì lục bên em báo giá là gồm có lá cống như hình 1 triệu bao ship. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Hình thức gửi hàng bên em là gửi hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Nên anh em hết sức yên tâm cái vấn đề gửi hàng và nhận hàng bên em, nhận hàng kiểm tra thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Thì anh em mua hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em mới đọc cho anh em đó, 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Chỉ cần cho em thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại của khách hàng thì em sẽ gửi toàn quốc, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe nha anh em. Đây là cái lục inox nguyên cái, chất liệu là khung inox, nan inox, trụ móc ti đồng, giá 1 triệu bao ship, gồm có lá cống như hình. Đây là gồm có lá cống như hình nha anh em. Đây là 1 triệu bao ship. Đây là inox nguyên cái đó, gồm có lá cống như hình, hai con lúa, một con nước. Thì anh em vào chỉ bỏ chim vào và đi đánh thôi. À, nói luôn về cái kích cỡ, kích thước kỹ luôn cho anh em tham khảo. Tức là cái đáy lục 23, cái đáy lục ấy là cái đáy nằm phía dưới đó, cái đáy lục 23, cái lưng 25. Thì tức là cái đáy lục là cái dưới này ha, cái đáy lục 23 nè, cái lưng 25 tức là cái khúc, cái eo của cái lồng á, cái khúc mà con chim nó xoay trở á, là 25, chiều cao 29, cầu tử thì từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 1 triệu. Nhưng mà cũng lưu ý luôn cho anh em, đây là cái cầu tử 35 nha, đây là cái mẫu lục đa số anh em sử dụng bên em là cầu tử 35. Thì cái này là lưu ý luôn, anh em thích cầu dài bao nhiêu em làm bấy nhiêu. Giả sử như từ 35 đến 45 thì cái chân lục này, cái chỗ này nè, cái chân lục, cái chỗ mà mình cuốn lò xo là nó sẽ dài ra để nó mới hứng hết cái xanh được. Cái kích thước thì nó y chang nhau, chỉ có cái chân lục nó dài ra nên nó hơi thô cái chỗ này. Cái chân lục nó dài thì nó sẽ đương nhiên nó sẽ thô cái chỗ này. Đây em xếp lên cho anh em tham khảo ha. Đây cái chân lục cái chỗ này nè, nó sẽ dài ra một tí nữa thì cái cầu nó mới dài ra được. Còn cái kích thước cụ thể, cái kích thước mà chuẩn nhất bên em đó là cái cầu tử 35. Cầu tử 35 thì cái chân lục nó cũng vừa phải, nên anh em đa số anh em cầu thủ trên toàn quốc là sử dụng cái cầu tử 35. Thì cảm ơn anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube đã theo dõi cái clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube buổi sáng an lành hạnh phúc.